Mr. PT hết xin chào các bạn. Trong video hôm nay chúng ta cùng điểm lại sự nghiệp của cố Thiếu tướng Nguyễn Hiền. Thiếu tướng Nguyễn Hiền sinh năm 1930, quê quán, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Chú quán, số 5, ngõ 65, đường Quang Trung, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên phó chủ nhiệm chính trị, quân khu 1. Đồng chí đã từ trần hồi 18 giờ 45 phút ngày 22 tháng 12 năm 2021 tại nhà riêng. Lễ viếng tổ chức từ 9 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2021 tại nhà riêng số 5, ngõ 65, đường Quang Trung, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Lễ truy điệu và đưa tang tổ chức hồi 12 giờ 45 phút ngày 24 tháng 12 năm 2021, an táng tại nghĩa trang núi chùa, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Tóm tắt tiểu sử của Thiếu tướng Nguyễn Hiền Từ tháng 2 tháng 1947 đến tháng 5 năm 1953, ông là tiểu đội phó, rồi tiểu đội trưởng, cán sự chính trị, chính trị viên đại đội thuộc tiểu đoàn 31, trung đoàn Sông Lô, tiểu đoàn 18, trung đoàn Thủ đô, đại đoàn 308. Từ tháng 6 năm 1954 đến tháng 10 năm 1956, ông là chính trị viên phó, chính trị viên tiểu đoàn, bí thư đảng ủy tiểu đoàn 29, trung đoàn 88, đại đoàn 308. Từ tháng 11 năm 1956 đến tháng 8 năm 1959, tướng Nguyễn Hiền là phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm chính trị trung đoàn 88, sư đoàn 308. Từ tháng 9 năm 1959 đến tháng 9 năm 1960, ông là học viên học viện chính trị của Bộ Quốc phòng. Từ tháng 10 năm 1960 đến tháng 9 năm 1968, ông đảm nhiệm chức chủ nhiệm chính trị, chính ủy trung đoàn 102, đảng ủy viên sư đoàn 308. Từ tháng 10 năm 1968 đến tháng 1 năm 1973, ông là bí thư đảng ủy, chính ủy trung đoàn 102, phó chính ủy sư đoàn 308. Từ tháng 2 năm 1973 đến tháng 12 năm 1975, ông là học viên học viện chính trị của Bộ Quốc phòng. Từ tháng 1 năm 1976 đến tháng 12 năm 1976, ông được chỉ định làm bí thư đảng ủy, chính ủy trường hạ sĩ quan quân đoàn 1. Từ tháng 1 năm 1977 đến tháng 1 năm 1979, ông được bổ nhiệm làm chính ủy sư đoàn 431, quân khu 3, sau đó là chính ủy sư đoàn 325, quân khu 1, đảng ủy viên quân khu 1. Từ tháng 2 năm 1979 đến tháng 12 năm 1986, ông giữ cương vị chủ nhiệm chính trị, phó tư lệnh chính trị quân đoàn 14, quân khu 1. Từ tháng 1 năm 1987 đến tháng 7 năm 1992, Ông giữ chức phó chủ nhiệm chính trị quân khu 1. Đồng chí Nguyễn Hiền được thăng quân hàm thiếu tướng năm 1984. Tháng 8 năm 1992, đồng chí được Đảng, nhà nước và quân đội cho nghỉ hưu. Do có nhiều công lao đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quân đội, đồng chí được Đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất huy chương chiến công hạng nhất, nhì, ba, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, huy chương quân kỳ quyết thắng, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Trên đây là những thông tin về cố thiếu tướng Nguyễn Hiền. Mr. PT hết xin trân trọng cảm ơn.